Tụi mình chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Chuẩn bị đi ngủ qua đêm một quán nét. We can play video game together. What are you bring? What in there? Textbook. Textbook for what? For tomorrow. Tomorrow you study? Okay. Okay, bây giờ đi thôi. Quán nó cũng gần nhà mình thôi các bạn. Chụp hình good right? Cái phố. Sân trường đó hả? Sân trường đó hả? Nhìn thấy khách sạn lắm bạn. Hồ tư bị thầm. Mình không thích đọc truyện, ít đọc nữa các bạn. Tất cả tiếng Nhật hết. Đọc hết cả năm chắc mới hết đúng không các bạn? Other room. Other room? PC 담는 거고? 저 그 PC 담는 거 느끼나요? 응. 좀더 룸이 느끼고, 그래도 방은 더 느끼나요? 아, 오케이. 맥 룸. Right next to the door. 메이 코라. 이루. Anime とかないね。Only comic。这门麦可以。这门灯可以呢。bằng phím。No game no hair でしょ？嗯。Game。啊。嗯嗯。どこ？どこ？あ、あった。OK。mình có sẽ chơi trò này với các bạn。Okay. Now suddenly I miss my home. Me too. It's a home that's a bit of a show. Actually, I want to challenge this time. Challenge? Yeah. Yeah, bring out your book and fish it. Outside. My. Yeah. Click 18 plus then. No. Đó, bị hai phòng nha các bạn. Rất là thoải mái và thoáng đãng nha. Các bạn vào đây nhớ đừng nói to quá nha các bạn. Đừng có đang ngủ nữa. Vẫn là kì. Forgot your passport. Yeah. Bây giờ các bạn ngồi chơi game thôi. Ok. Hiện tại mới đang là đi mình đang chiến. Thứ gì? Thứ gì? Em shower room to free? Free là sao? 15 minutes. Only 15 minutes? Ừ. Thế mà nó đã kết rồi. Thế chút thì đâu? 25 minutes. 25 minutes? And go in and go out again. 15 minutes go back. Rồi, mình đi chơi thì admin mình đi. Bây giờ xe kìa.
không sạch sẽ thì người cũng trông như giấy rồi các bạn. Nước sạch sẽ thì người người tắm nước 15 phút nè. Để toilet. Ok, máy giặt ở đây nè các bạn. Sẽ tắm, mình sẽ quay các bạn xem. Bàn phím hơi cùi một chút, bàn phím không phải bàn phím cơ, bàn phím kiểu bàn phím văn phòng đó, rất là khó chịu, rất khó ấn nha. Mình phải mang chuột của mình theo này. Giờ mình sẽ tắm nhé các bạn. Đây là có máy sấy đàng hoàng này, đây là có nước rửa tay. Ok, giờ sẽ ra tắm nha. Rất thoáng đãng các bạn, không chật chội gì hết, không phá lại. Okay. Đó, giờ thì đây là con chuột đĩa đô nè, đó, để vào. Ok, tóc thì cũng như bình thường đâu các bạn, chẳng có gì hết. Được cái này rất là sạch sẽ các bạn, sạch bóng luôn, sạch kinh kít luôn các bạn. Wow, rất là sạch. Đây là có body soap, có shampoo. Đó, bây giờ buổi đầu có sự tắm đầy đủ. Đây có đồng hồ, tôi biết là chỉ được tắm 15 phút nha các bạn. Đây. Nhưng mà chắc trong trường hợp kiểu ít người á, hiện tại không có ai á, chắc tắm được lâu nữa cũng không sao các bạn. Okay. Khi nào đông người á, thì chỉ được 15 phút thôi. Đây, giờ tắm thôi. Nói cho cùng các bạn, quán nét đấy không bằng quán nét Việt Nam đâu. Bàn phím thì không phải bàn phím cơ nè, chuột thì chuột, rất là thảm các bạn, không sướng gì hết, nhỏ tay lắm. Còn tai nghe á, tai nghe thì cực kỳ cùi bắp luôn, xương cùi luôn các bạn. Nói chung chơi game nhà còn sướng hơn, nhưng mà được cái là không gian nó kín nè. Không gian nó rất là ok. Và cái màn hình to, màn hình rất là to, cái này chắc phải 26 inch nữa các bạn. Ok. Nhưng xét cho cùng thì máy rồi chắc cũng không bằng ở Việt Nam đâu các bạn. Còn gì nó không ta. Những cái là phục vụ và nhà vệ sinh đều rất là sạch sẽ, rất là ngon, cái đó rất là hay. Và có cả phòng tắm nữa. Thì hai người như thế này là tổng cộng hết tầm 6.000 yên nha các bạn. Qua đêm 12 tiếng là mất tầm 6.000 yên, là 1.2 triệu á, 1.2 triệu tiền Việt. Qua đêm hai người. Ok. Rồi đặc biệt là bạn nào mà tiết kiệm á, muốn ngủ qua đêm á, kiểu khách sạn rất là mắc, thì lựa chọn phòng này rất là rẻ, có 3.000 yên 12 tiếng, rất là rẻ. Video này hết rồi. Nếu mà thích video nhớ nhấn like và subscribe nha. Nhớ nhấn like và subscribe. Chắc mình ngủ có 4 tiếng thôi mà.